Of course, everyone is sleeping every day. So, but the rest not come. As I mentioned before, we never knew how to give rest to the mind, especially the whole mental system. Như thầy vừa chia sẻ với chúng ta, ai thì ngày nào cũng ngủ, nhưng chúng ta chỉ ngủ thôi mà chúng ta không biết cách làm thế nào để cho tâm trí đầu óc của mình cũng được nghỉ ngơi, thư giãn. All that we know is, if I'm tired, I need to sleep. Chúng ta chỉ biết rằng, nếu mà tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cần phải đi ngủ. Sleep, 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 get lazy, that's it. Và chúng ta cứ ngủ hoài, và chúng ta trở nên lười biếng. So friends, there is a level of resting. Our body needs rest, our mind needs rest. Maybe when you sleep, in general sleeping, our regular sleeping, our body get rest, our brain get rest, but the mind is different than the brain. Có thể khi mà chúng ta ngủ, cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi, bộ não của chúng ta được nghỉ ngơi, nhưng bộ não thì khác với cả tâm trí của chúng ta. So that is the reason after sleep also people have lots of nightmares. Đây chính là lý do vì sao có những người đi ngủ mà họ thức dậy với rất nhiều những cơn ác mộng. Some accident happens, some ghost is hunting, some financial problems coming up, everything, and wake up, cannot sleep, cannot breathe. Họ cảm thấy như là có những cơn ác mộng về tài chính hay là ma đuổi theo họ và họ cảm thấy ngộp thở. So, the one who asked this question, if she want, she need to learn practically how to rest to the mind, the mental. Và như vậy, dành cho bạn, đặt cho thầy câu hỏi này, chúng ta cần phải học cách nghỉ ngơi tâm trí của mình. For example, every time we have a doubt with the life, something gonna happen or not. Every time we have a negative feeling, negative thought, it means you are too much busy. You are not in rest. Because it creates the overthinking, because you have so much doubt, you have so much untrust. Ví dụ, cứ mỗi lần bạn có những ngờ vực ở trong lòng, chúng ta cảm thấy rất nặng nề, chúng ta cảm thấy có cũng rất nhiều sự bất an, nghi ngờ bên trong chúng ta. So we need to switch from untrust or doubt to trust and allow the whole happening in your life. Chúng ta cần phải dịch chuyển từ trạng thái không tin tưởng, nghi ngờ sang trạng thái tin tưởng và cho phép mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. So we got conditioning that maybe some bad gonna happen to me, maybe some bad gonna happen to me. It unconsciously happens inside our mind. That is the reason we feel not having enough rest. Trong tiềm thức của chúng ta thì chúng ta đã bị lập trình rằng sẽ có một điều gì đó tồi tệ, xấu xa xảy đến với chúng tôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó rất là tệ xảy đến và đây là lý do vì sao tâm trí của chúng ta không được cảm thấy nghỉ ngơi. So we need to switch from that to trusting. Trust, whatever happening, it's for the good. Nothing wrong with you. The universe not there to punish you. Và như vậy, chúng ta cần phải dịch chuyển từ trạng thái nghi ngờ này sang trạng thái tin tưởng. Tin tưởng rằng những gì xảy ra đều có nguyên do, đều đúng. The universe not there to judge you. Vũ trụ không ở đây để phán xét bạn. If you feel any hardship in the life, it's only because to train you. That is the most important thing, friends. If you understand this, you feel rest. Nếu mà cuộc đời bạn gặp phải những khó khăn thử thách, thì đây đang là vũ trụ đưa ra những thử thách để giúp bạn rèn luyện. So when this hardship happens, we naturally believe, unconsciously believe that I am unlucky person in my life. Vậy thì khi mà những khó khăn thử thách xảy ra trong cuộc đời bạn, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng, ôi, sao mà tôi không may thế? Tôi là một người suy xẻo. Nothing like that. Why you are unlucky person?
Nó không như vậy đâu. Tại sao bạn lại là một người không may? That is just your perception, nothing else. Đây chỉ là cách suy nghĩ của bạn thôi. Nó không phải như vậy. So, hardship is very common in everyone's life because through hardship only our soul grows, our consciousness expands. Và thực ra những khó khăn thử thách là một điều rất thông thường trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Bởi vì chỉ thông qua những khó khăn thử thách này chúng ta mới có thể phát triển, mở rộng được linh hồn của chúng ta, mới có thể nâng cấp được. And there is some scientist, maybe Einstein said, you cannot solve the problem from the same mind. In order to solve the problem, you need to update your mind. Và Einstein đã nói rằng bạn không thể nào giải quyết một vấn đề với một tâm trí cũ. Chúng ta cần giải quyết với một góc nhìn mới, với một tâm trí mới. So it means once you understand in the right direction, your perception is changing and automatically you will come out of that hardship and you will go to another level of challenges or experiences. Điều này có nghĩa là một khi bạn cập nhật cách nhìn của bạn, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn thử thách này và sẽ nâng tầm lên một tầm cao mới. So all that we need to do is need to know how to rest the mental, not just our body. Và như vậy ở đây chúng ta cần phải học cách làm thế nào để tâm trí của mình cũng được nghỉ ngơi, thư giãn. Otherwise, no matter how much you sleep, you still feel tired. Nếu không, cho dù bạn có ngủ nhiều như thế nào, bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi. But if you know how to give rest to your mental, no matter how much you work, you never feel tired. Nhưng nếu bạn biết cách cho tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, cho dù bạn có làm việc nhiều như thế nào, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Friends, I am so experienced about this. I never feel tired mentally. Bản thân thầy là một minh chứng sống cho việc này. Thầy không bao giờ cảm thấy tâm trí của thầy mệt mỏi hay là đau đầu. Because I know the many techniques how to give rest to my mind. Bởi vì thầy biết phương pháp, thầy biết cách làm thế nào để cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi. So I feel so grateful, I feel so energetic to manifest anything in my life. Thầy cảm thấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để hiện thực hóa những điều mà thầy mong muốn trong cuộc sống này. So I'm saying this with so much confidence. This is one of my gifts. After I meditate, after I explore all the essence. Thầy chia sẻ điều này với rất nhiều sự tự tin bởi vì đây là một món quà mà thầy đã mở ra từ sau khi thầy bắt đầu thực hành thiền định. Yeah. So utilize, friends, our energy is limitless. We can heal many things. We can change so much inside. Why we need to don't use our time in the best ways? Once life is temporary, we can make something best out of it. Hãy tận dụng, các bạn yêu quý. Khi mà chúng ta có thời gian, có cơ thể, có năng lượng này, tại sao chúng ta không tận dụng cho những mục đích cao cả hơn, tối thượng hơn? So has our team proposing you about the retreat. So when you come to our retreat, you have lots of accessibility to understand the techniques, methods, the whole process to give rest to your mind. Và như vậy, ở đây các bạn vừa mới nghe Ngân cũng như là Như chia sẻ về cái chuyến đi, những chuyến đi chuyển hóa sắp tới. Đây chính là cơ hội để chúng ta học cách giúp cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi, được thư giãn. And also, for example, darkness retreat, when you join our retreat, when I'm saying rest, it does not mean physically we take rest. Of course, you feel a little bit tired, you feel a little bit hectic, but that is for the good. Master, can you say one more time? Yeah, when you join our dark retreat, when I'm saying you will learn how to rest, don't expect that you will be in the comforting place. Of course, you feel tired. Of course, you feel a little bit hesitate. But that is the way to give rest to the brain because we need to decondition the self first. Và khi mà thầy nói đến sự nghỉ ngơi ở đây,
Khi mà các bạn tham gia những chuyến đi phiêu lưu như là chuyến xuyên qua bóng đêm, chúng ta đừng kỳ vọng sẽ ở trong cái vùng an toàn rất là thoải mái, chăn ấm đệm êm như bình thường. Khi mà chúng ta thông qua những cái trải nghiệm phiêu lưu này, chúng ta sẽ có thể phá vỡ được những cái mô thức bên trong và cho phép mình trải nghiệm sự nghỉ ngơi thư giãn của tâm trí theo một cách mới. Healing happens through cleansing. Sự chữa lành diễn ra khi mà chúng ta thanh lọc. Cleansing happens through jumping into unknown. Sự thanh lọc diễn ra khi mà chúng ta nhảy vào vùng chưa biết. So jumping into unknown happens when you have a right trust for you. The right choice for you. Right choice and right trust. Trusting. Trust for you. Và điều này chỉ diễn ra khi mà chúng ta có một sự tin tưởng dành cho chính mình. And this is the right choices, this is the trust I gonna facilitate for all of you once you are here in our retreat. Và đây chính là sự tin tưởng mà thầy sẽ mở ra cho tất cả chúng ta khi chúng ta có mặt tại không gian tỉnh thức này. Friends, imagine we drink every day our water, isn't it? Các bạn yêu quý, ngày nào trôi qua chúng ta cũng uống nước đúng không ạ? And we don't feel anything and we still feel our sadness, our boring, something like that. Và chúng ta vẫn cảm thấy buồn, cảm thấy chán. And you go somewhere in Africa, somewhere in desert area, they drink water, little water every 1 week. And they are always thirsty. And if you give a bottle of water to them, and you see in their eyes, then you know how privileged we are. Mà rồi chúng ta có cơ hội được đến những vùng đất như là châu Phi, nơi mà họ có khi chỉ uống nước một tuần một lần. Và khi mà chúng ta trao cho họ một bình nước, chúng ta nhìn thấy trong mắt họ lấp lánh niềm vui, sự hân hoan. Lúc đó chúng ta mới hiểu được giá trị của nước. So what I'm saying, when we know that hardship, then we know the value of what we have. Ở đây, thầy muốn chia sẻ với chúng ta rằng một khi chúng ta đi qua những khó khăn thử thách, chúng ta mới trân trọng, chúng ta mới hiểu được giá trị của những gì chúng ta có. So especially when you come to the retreat, this retreat only little bit advanced practice, friends. Don't join if you are not really ready to alter yourself in a good way. Và chuyến đi xuyên qua bóng đêm là một chuyến đi hơi cấp cao một chút. Và các bạn chỉ tham gia khi mà các bạn thật sự sẵn sàng thay đổi và bứt phá bản thân. The dark retreat is for the serious practitioners. Chuyến đi xuyên qua bóng đêm dành cho những người thực hành rất nghiêm túc. It means the one who can challenge themselves. Những người mà có thể thử thách chính mình. So I'm gonna give you lots of space, lots of facilities that you can challenge yourself. Thầy sẽ mở ra những không gian cho bạn để bạn có thể thử thách và khám phá chính mình. So face your conditions, face your laziness, face your fears. Để đối diện với những điều kiện bên trong bạn, với những sự lười biếng, với những nỗi sợ. So this will be very special retreat because in the morning we sleep, in the night we practice. This is the wholesome new to our mind, to our mental. Đây là một điều rất đặc biệt bởi vì trong chuyến đi này chúng ta sẽ ngủ vào ban ngày và thức dậy hoạt động vào ban đêm. So it will be a very new experience. So for the serious practitioners are welcome. And this is so helpful once you learn how to alter your mind in different forms. Và đây là một chuyến đi rất hữu ích dành cho những người thực hành nghiêm túc. Và chuyến đi này sẽ giúp cho bạn thay đổi trạng thái của tâm trí. You know, friends, why the yogis in Himalayas, the masters somewhere in the mountains, why they look that much powerful, that much integrity in them? Các bạn có biết tại sao
những vị thầy yogi, những vị thầy tâm linh ở trên núi Himalaya, tại sao trong họ lại quyền năng như vậy? Because they become one with nature, they become one with the rain, they become one with the cold, they become one with the fire, they become one with the whole spirit of the existence. Bởi vì họ đã hòa làm một với tự nhiên, họ hòa làm một với mưa, họ hòa làm một với núi, họ hòa làm một với tất cả thiên nhiên vạn vật diễn ra xung quanh họ. And to experience it, it requires lots of readiness. Và để có thể trải nghiệm được điều này, chúng ta cần một sự sẵn sàng rất lớn. Yeah, so you know, this is the only way to cultivate our spiritual energies, friends. Đây chính là cách duy nhất để chúng ta có thể nuôi dưỡng được nguồn năng lượng tâm linh bên trong chúng ta. In my life, I did many, many things like this. Trong cuộc đời thầy, thầy đã làm rất nhiều điều như thế này. That's why I know how to take rest to my mind. Đây chính là lý do vì sao thầy biết cách có thể để cho tâm trí của mình nghỉ ngơi và thư giãn. So, you got the opportunity to directly be with me, to practice with me directly, and I'm shifting to US in the next 2022. So this last two retreats to explore through my physical presence here. Và như vậy chúng ta có hai cơ hội cuối để chúng ta cùng nhau khám phá với thầy trước khi mà thầy sẽ chuyển sang Mỹ vào năm 2022. Vậy thì đây là hai cơ hội cuối chúng ta có thể thực hành trực tiếp cùng với thầy. Yes, so the main thing we're gonna learn and explore in the retreat is altering the states of our mind. Vậy cái điều quan trọng nhất mà chúng ta sẽ có khi mà chúng ta tham gia cái chuyến đi này, đó chính là thay đổi trạng thái của tâm trí mình. By breaking down our self limits. Bằng cách chúng ta phá vỡ những rào cản, những giới hạn bên trong mình. Actually, you are more powerful than you know about you. Bạn có biết không? Thực ra, bạn quyền năng hơn những gì mà bạn đã biết. The weakness you have that is not your weakness. The fear you have that is not your fear. That is just a condition of the unknowing. Những điểm yếu của bạn, những nỗi sợ của bạn không phải là bạn, mà đây chỉ là những điều kiện mà bạn có trong vô thức của mình mà thôi. So when you explore the reality, you break this unknowingness, so you break all the conditioning, then you feel this expansion, then you feel the relief from that closing yourself, the tightness of the life. Và một khi bạn khám phá hiện thực, chúng ta phá vỡ những cái điều mà chúng ta chưa biết và chúng ta bắt đầu thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống này. It means you feel so much freedom with everything you have. Điều này có nghĩa là bạn cảm thấy tự do vô cùng với tất cả những gì chúng ta có. So these are the things we're gonna you know how to face your limitations, and I'm gonna give you lots of energy, lots of inspiration how to go through. Vậy đây chúng ta sẽ là một chuyến đi, một cơ hội để cho các bạn có thể đối diện với những cái giới hạn bên trong mình, và thầy ở đây để hỗ trợ, để dẫn dắt các bạn cách đi xuyên qua. Yes, most of the time we know nature heals the life. Time heals the life. Phần lớn thì chúng ta ai cũng biết rằng thiên nhiên chữa lành cuộc sống này. But the point is, we don't let it heal. Nhưng ở đây chúng ta đâu có để cho thiên nhiên chữa lành. Because we put our body and mind in the wrong conditioning, that's why. Bởi vì chúng ta để cho cơ thể và tâm trí của mình ở trong những điều kiện sai lầm. Đây là lý do vì sao. So we need to change the environment of our body. We need to change the environment of our mind, and there is a holistic approach for that, step by step, step by step. We need to be stick with it all the time. Và như vậy, đây là lý do vì sao chúng ta cần liên tục cập nhật, liên tục thay đổi trạng thái của tâm trí chúng ta. Yes, and you will learn these things practically when you are in the retreat. Và bạn sẽ học
một cách rất thực tế tại chuyến đi retreat lần này. Yes, and that is the reason dark retreat we create with very minimal price, only for the facilitation, so that many people can access and practice that how to break the limits of their self. Và đó là lý do vì sao đội ngũ Diviner tổ chức chuyến xuyên qua bóng đêm với mức chi phí thấp hơn hẳn so với những chuyến đi trước đây, để tạo cơ hội cho nhiều bạn chúng ta có thể tham gia, thực hành và chuyển hóa. Friends, definitely you will have opportunities to break your limits even without our retreat also, when you go to some adventure practices or something. But the missing there is meditation energy. So with my presence, you have most meditation energy is added to it. Tất nhiên, nếu mà bạn tham gia những cái chuyến đi du lịch mạo hiểm thì bạn cũng sẽ phá vỡ những giới hạn bên trong mình. Tuy nhiên, cái điểm mà bạn sẽ bỏ lỡ ở đây đó chính là cái nguồn năng lượng thiền định mà chúng ta sẽ được đón nhận khi chúng ta tham gia chuyến retreat phiêu lưu mạo hiểm này cùng với thầy, cùng với Diviners. Đó chính là nguồn năng lượng thiền định các bạn ạ. So it will be wholesome experience. Và điều này mới khiến cho trải nghiệm trở nên đủ đầy và trọn vẹn. Maybe some of you may feel, oh yes, I it makes sense, I want to come. I have a thought to join this kind of retreat, but in this time I am busy. Maybe I will try next time. Maybe you may have this kind of thoughts and thinking. Có thể những bạn đang lắng nghe thầy, chúng ta có những suy nghĩ rằng ôi thực ra chuyến đi thì cũng rất là hay đấy, nhưng mà cuối năm thì nhà bao việc, công việc bận rộn, làm sao mà mình có thể tham gia được. So when you have this kind of thinking, you need to double check yourself, friends. Khi mà bạn có những suy nghĩ này trong đầu, chúng ta cần tự vấn lại bản thân mình. Ask question to yourself. Chúng ta hãy hỏi mình những câu hỏi. This kind of retreat, not sure coming will come again and again. Những cơ hội như những chuyến đi retreat này không chắc sẽ đến với bạn nhiều lần trong đời. But the work you have, you may switch a little bit before retreat or after retreat. Còn công việc của chúng ta vẫn có thể dịch chuyển trước chuyến đi hoặc sau chuyến đi. Because that is your work, you can create again according to your possibilities. Bởi vì đây là công việc của bạn và bạn hoàn toàn có khả năng kiến tạo nên những cái công việc này. And this is the first time I'm creating the whole level, the whole dark retreat. Và đây là lần đầu tiên mà thầy mở ra một chuyến đi xuyên qua bóng đêm như thế này. And I'm also not sure again I'm going to do this retreat again another time in Vietnam. Và thầy không chắc thầy sẽ làm chuyến đi này thêm một lần nữa tại Việt Nam. Why? Because every time I do something new, so I don't repeat mostly. Bởi vì sao? Bạn có biết không? Cứ mỗi lần mà thầy làm một cái điều gì đó, thầy luôn làm điều mới, thầy không có lặp đi lặp lại những điều cũ đâu. Nên là thầy luôn sáng tạo, luôn đổi mới. So these are some inputs to make you encourage this life, the opportunity, friend. Và đây chính là những lời chia sẻ của thầy để bạn có thể tận dụng những cơ hội, những món quà rất tuyệt vời này các bạn ạ. Actually, I access lots of energies by doing lots of alternative practices. Và thầy chia sẻ với các bạn một bí quyết của thầy. Thực ra thầy đón nhận được rất nhiều nguồn năng lượng thông qua những thực hành thay đổi trạng thái của tâm thức. For example, I went to the Himalayas and I went without any special jackets or anything. I experienced lots of cold. I walked more than 300 kilometers around. I went with no money. I walked with barefoot for 1 year. I did lots of stuff. Recently, I did 21 days fasting just to break my limits. Bản thân thầy luôn luôn tự đặt ra những thử thách và liên tục phá vỡ những giới hạn của bản thân. Ví dụ như năm 21 tuổi, thầy đi bộ vượt núi Himalaya
trong khi trong túi chỉ có 8 đô la thôi, thầy đã đối diện với những cơn đói khủng khiếp, với những cái lạnh rét buốt tại vùng núi Himalaya. Cũng như là gần đây thì thầy có nhịn ăn 21 ngày liên tục, hay là trong quá khứ thầy đã từng đi bộ, thầy đã từng đi chân trần 1 năm liên tục, thầy không đi dép, đi đâu thầy cũng chỉ đi chân trần mà thôi. So my most common question is, Master, how you get this much energy? Và đây là câu hỏi mà thầy nhận được rất nhiều từ các bạn học viên. Các bạn học viên lúc nào cũng hỏi thầy, thầy ơi, làm thế nào để em có nhiều năng lượng như thầy? The only answer for it, I challenge myself all the time. Câu trả lời duy nhất của thầy dành cho các bạn đó là bởi vì thầy lúc nào cũng tự đặt ra những thử thách cho riêng mình. I have been jumping into unknown many times. Thầy đã nhảy vào những vùng chưa biết rất nhiều lần. So every time I did it, I expand something. And I empowered by the source. Và cứ mỗi lần thầy nhảy vào vùng chưa biết như vậy, thầy được mở rộng. It means since last 15 years, I'm very experienced in how to jump into unknown. Và như vậy, điều này có nghĩa là trong suốt 15 năm vừa rồi, thầy đã có rất nhiều kinh nghiệm làm thế nào để nhúng mình vào vùng chưa biết. So how to trust the self, how to trust the process, how to trust the nature, how to trust the people around. It's all about surrender and trust. Làm thế nào để tin tưởng chính mình, làm thế nào để tin tưởng thiên nhiên, làm thế nào để tin tưởng những người xung quanh. Đây là một quá trình để chúng ta thực hành sự tin tưởng và sự quy hàng. Once we both have in these both things have in our life, so much freedom. Một khi chúng ta có được hai điều này trong cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy tự do vô cùng. So much mental relaxation, so much heart opening. Chúng ta sẽ cảm thấy tâm trí thư giãn, cởi mở. Chúng ta cảm thấy trái tim mình mở rộng. You can control all your emotions so easily. Bạn có thể kiểm soát mọi cảm xúc của mình rất dễ dàng. Yeah, so I am just inspiring you that importance of facing the limitations of the self. Và như vậy, thầy ở đây để truyền cảm hứng cho bạn về sự đối diện với những giới hạn bên trong bạn. Yeah, and you can do this alone too, but in our retreat with my presence, that happening can be more smoother, little more faster. Và tất nhiên, khi bạn ở một mình, bạn cũng có thể tự đưa ra những thử thách như vậy. Nhưng khi mà chúng ta có sự cộng hưởng, có sự đồng hành của một đội ngũ, của một vị thầy, cái tiến trình này sẽ diễn ra nhanh hơn, thuận lợi hơn. Because I'm going to give you the inputs in the right time. If you not understand, or if you feel confused, or if you feel fear. Bởi vì thầy sẽ cho bạn những sự hiểu biết đúng đắn và những thời điểm đúng đắn. Cứ mỗi khi bạn cảm thấy sợ, bạn cảm thấy nghi ngờ, thầy ở đây và hỗ trợ bạn.